Chuyển sang các tin tức quốc tế. Thưa quý vị, đại diện các quốc gia Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, năm nước thành viên của nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới BRICS đã có mặt tại Johannesburg, Nam Phi vào ngày 22 tháng 8 để dự lễ khai mạc hội nghị thượng đỉnh lần thứ 15 của nhóm. Đây cũng là cuộc họp đầu tiên của BRICS kể từ sau đại dịch COVID-19. Nhóm BRICS đại diện cho 1/4 nền kinh tế toàn cầu tổ chức cuộc họp tại hội nghị thượng đỉnh kéo dài 3 ngày, từ ngày 22 tới ngày 24 tháng 8 năm 2023 ở Johannesburg, Nam Phi. An ninh được tăng cường khắp thành phố nơi Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva và khoảng 50 nhà lãnh đạo khác. Đại diện cho 40% dân số thế giới trên khắp 3 châu lục với các nền kinh tế có mức độ tăng trưởng khác nhau, BRICS chia sẻ mong muốn chung về một trật tự toàn cầu mà họ coi là phản ánh tốt hơn lợi ích và ảnh hưởng ngày càng tăng của nhóm. Chủ đề của hội nghị thượng đỉnh lần thứ 15 là BRICS và châu Phi, quan hệ đối tác vì tăng trưởng nhanh, phát triển bền vững và chủ nghĩa đa phương bao trùm. Việc mở rộng thành viên BRICS cũng là ưu tiên trong chương trình nghị sự.